Ok, do một bài thi đầu tiên, tất cả Đông Hải thì ngày hôm nay đã đồng ý tham gia buổi 8 triệu sau khi của người Tactics. Thế thì em có thể giới thiệu một chút về bản thân mình cho mọi người biết không? Xin chào mọi người, mình là Thế Hải. Mình sinh năm 2007. Mình đã học văn học một bài truyền tên Mạnh Hải. Và mình đã đồng hành cùng với cả IELTS Tactics trong đường wow. Ok, vậy thì trong quá trình học của Mạnh Hải, có nhớ là mình đã làm những nội trình học vào IELTS Tactics không? Em nhớ là từ khi mới bắt đầu thì em đăng ký được lớp chỉ là 0.0, bởi vì lúc đầu em khá là mông lung về khả năng tiếng Anh của mình, em cũng chắc chắn lắm. Nhưng mà qua giai đoạn đồng cảnh với bạn đơn mail Tactics thì em đã rất may mắn và vượt qua được cả mục tiêu để xin được đạt được lớp số 5. Ok, vậy chúc mừng Hải nhé. Thế thì mục đích ban đầu của em khi em quyết định học IELTS? Ban đầu thì em đăng ký IELTS để phục vụ cho cái việc sắp học của IELTS này. Và ngoài ra thì em muốn cải thiện cái khả năng sử dụng ngôn ngữ ngay từ nữa. Awesome. Nên là em đã đồng ý học IELTS. Ok, very good. Vậy thì cái kết quả của em vượt qua kỳ vọng đúng không ạ? Ok. Vậy thì thầy có một câu hỏi tiếp theo dành cho em. Câu hỏi này có thể nó sẽ hơi controversial một xíu nhá. Đó là rằng gần đây cũng có một số người hay nhận trách nhiệm. Hay là thầy biết là thầy chỉ là thầy chỉ là thầy chỉ là thầy chỉ hay là họ cho rằng cái việc thực thi IELTS của anh sẽ được làm bằng nhiều hơn không? Vậy em suy nghĩ sao về thế này? Theo em thì điều đấy anh nghĩ là ta là không phải là công bằng, bởi vì cái bản chất thì IELTS là thi để đánh giá cái khả năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh của các bạn. Và hiện tại trong bối cảnh mà hội nhập quốc tế ở các quốc gia thì cái việc sở hữu một cái khả năng ngoại ngữ tốt là rất là quan trọng. Và anh nghĩ đấy là lý do vì sao mà các trường có kết hợp sử dụng chứng chỉ IELTS trong việc xét tuyển vào trường của họ. Thì họ không chỉ sử dụng IELTS mà họ còn kết hợp nhiều kiến thức khác nữa như là học bạ, những cái năng lực, thì tốt nghiệp chuẩn của quốc gia. Thì em nghĩ đấy là những cái lý do mà vì sao là cái điểm IELTS mà được sử dụng trên nhiều trường thì nó không phải là một điều quá bất công hay là một điều quá chỉ có đi thẳng thánh này gì đấy. Đúng rồi. Và thực ra là nếu như bạn theo cái kinh nghiệm của thầy, các cái khóa học ở trường đại học nó sẽ thường có cả những cái khóa học tiếng Anh nữa đúng không? Và cái bằng IELTS thì nghe thầy đấy là nó có nói về cái kiến thức học thuật rất là nhiều. Do vậy cho nên thầy nghĩ nó cũng sẽ phần nào đấy có ích cho mình khi mà mình học những khóa tiếng Anh trên trường đại học. Vậy thì nếu bây giờ có thể dài hơn, không cần thiết phải là một từ, phải là một câu. Nếu mà được chọn 3 từ thì em sẽ nhìn 3 từ là vui vẻ, hạnh phúc và sáng tạo. Okay. Thì đầu tiên em còn nói về cái vui vẻ trước. Thì khi mà học IELTS Tactics thì em được học trong một không khí rất là vui vẻ. Các bạn rất là hòa đồng, thân thiện. Mỗi ngày đọc em rất là vui, em luôn ở đây trung tâm cả ngày. Và thầy cô thì cũng rất là nhiệt tình cho em trong cái quá trình em làm việc, không chỉ ở trên lớp mà còn ở nhà khi mà hỗ trợ em thông qua những buổi online hoặc online hay là hỗ trợ em cả trung tâm nữa. Nên là bầu không khí nhìn chung là rất vui vẻ. Cái thứ hai là em hạnh phúc của trung tâm bởi vì trung tâm đã kiểu hỗ trợ được cho em rất là nhiều trong cái việc mà để chinh phục cái 3 điểm của mình và thậm chí em còn vượt qua mục tiêu là đạt những 9.5 nữa. Thì trung tâm đã hỗ trợ em về từ những cái nhỏ, những cái điều kiện nhỏ nhất như là về phương tiện đi lại, di chuyển cho đến những cái khi mà những buổi học không thể học trực tiếp được thì chúng ta vẫn tổ chức những buổi online để củng cố lại kiến thức cho các bạn mà đã nghỉ từ trước. Thì em cảm thấy một sự rất hạnh phúc. Và cái thứ ba là sáng tạo, bởi vì ngoài những trong học trên lớp, ngoài những việc học IELTS thì ở trong những tiết học trên lớp thì thầy cô mà tổ chức rất nhiều hoạt động thú vị, những hoạt động debate, những hoạt động thuyết trình, hoạt động mà chúng em có thể sáng tạo. Và điều đấy khiến em cảm thấy rất là thích môi trường này. Ok, very good, cảm ơn em. Rồi, quay thì em nghĩ thay đổi kinh nghiệm của mình chắc là từ 0 đến 5. Ôi, ghê chưa? Ghê chưa? Nếu mà biết thay đổi thì em nghĩ là thứ nhất là cải thiện được, em đã cải thiện được rất là nhiều cái khả năng sử dụng tiếng Anh của mình. Bởi vì là trong quá trình học thì em đã học được rất nhiều là từ mới, rồi em cải thiện được cái khả năng sử dụng tiếng Anh cho cả 4 kỹ năng em đã học hết. Ngoài ra thì em còn kết nghiệm được rất là nhiều bạn mới, làm việc và hợp tác cùng các bạn để xin được những bài xin được những cái buổi học rất là vui vẻ của trung tâm. Và với em quan trọng nhất là em đã đạt được mục tiêu của mình và đạt được tham gia của mình mong ước. Điều đó có phù hợp với em không? Hay là theo em nó cần cải thiện gì không? Theo em thì chương trình học của trung tâm bên mình chính vì tên của trung tâm bên mình luôn là Tactics,
thì trung tâm đã vạch ra một cái chiến lược rất là cụ thể cho em từ lúc em mới bắt đầu. Và em nghĩ là không chỉ riêng đối với mình em mà đối với tất cả các bạn thì trung tâm đều vạch ra một cái lộ trình rất là phù hợp cho mọi người có thể phát triển cái khả năng của mình đi theo cái vị trí mà họ đang ngồi. Em từng theo học khá nhiều khóa ở trung tâm của mình đúng không? Từ các khóa tư tôn lên đến tuyển sinh tôn đấy. Vậy thì nếu như em có thể nói về mỗi thầy cô này đang từng học với một vài từ để đại diện miêu tả cảm nhận của em đến thầy cô đó thì em nói từng gì? Thầy nói từng thầy cô thôi. Em nhớ là đầu tiên em học cô Nam Giam giai đoạn mà em mới bắt đầu thì em sẽ dùng hai từ để miêu tả cô và không biết. Bởi vì khi đó thì em cũng như các bạn mới bắt đầu và học chuyên nghiệp tiếng Anh và bọn em còn rất là nhiều lúng túng trong cái việc bắt đầu quen làm quen với những dạng bài hay là trả lời những câu hỏi hay là học những cái từ mới thì cô đã rất kiên nhẫn và tâm huyết hướng dẫn cho bọn em làm những cái bài tập như thế thì cái đấy là một điều em rất là trân trọng của cô. Tiếp thì em nhớ lại học cô Quỳnh Anh. Cô Quỳnh Anh cũng học cùng trường cấp ba của em nên là khá hướng dẫn. Thì cô đã hướng dẫn cho em. Em nhớ hơn dùng từ thì em sẽ nói cô là vui vẻ. Bởi vì trong lớp cô thiết kế rất nhiều những cái hoạt động để mà mình học vừa chơi vừa có thể tiếp thu kiến thức mà vừa có thể vui vẻ. Thì đấy là những cái buổi cô tổ chức như kiểu đỉnh bếp hay là chương trình thì những cái buổi đấy bọn em không những không nhớ được kiến thức mà còn tâm trạng rất là thoải mái thì cái việc học của bọn em nó sẽ hiệu quả hơn. Nó giúp đẩy cái sự gắn kết giữa các thành viên trong lớp. Tiếp đến thì em học cô Hà Phương Anh. Một hai từ nói về cô thì em sẽ nghĩ là tận tình. Bởi vì cô rất là nhiệt tình hỗ trợ các bạn trong những kiểu những cái bài khó khăn nhất. Thì em nhớ là trong thời gian bạn em học cô Hà Phương Anh thì gần đấy là em đã tập trung vào kỹ năng quay phim của mình. Một thằng em đến chết muốn tập để quay phim nhưng mà em gửi cho cô rất là nhiều nhưng mà cô vẫn chưa hoàn thành xem rất là kiểu cô phải chấm vẫn chấm em rất là kỹ càng. Điều ấy thể hiện cái sự tâm huyết của cô và cái sự tận tình của cô trong công việc thì em rất là cảm ơn đấy. Và cuối cùng là em được học thầy Bùi Tùng Lâm. Nếu mà hai từ để nói về thầy thì chắc em chỉ có thể dùng từ thầy biết sao không, bởi vì thầy hướng dẫn em rất là kỹ tất cả những cái bài em được làm. Thầy học ngôn ngữ Anh của thì thầy tiến về kiến thức chuyên môn của thầy là rất là tốt. Thứ hai là thầy đã hỗ trợ em rất nhiều trong cái việc em học và hướng dẫn em cụ thể từng phần cụ thể kể cả các kỹ năng nghe nói viết để làm sao mà em có cái độ học mình mở nhất để mình tiếp thu được cái ngôn ngữ đấy. Thì đã thể chỉ làm tốt. Ok, sao em thầy cảm ơn. Ok, thì thầy sẽ có một câu hỏi cuối cùng dành cho em nhé về kiến thức của chúng ta ngày hôm nay. Nếu bây giờ em có thể chia sẻ với các bạn và họ là sẽ học hay học sẽ học tiếp theo là gì? Em nghĩ là với các bạn nam mà cũng rất là thêm chờ các bạn đang học cái học sang sinh sương thì chắc là cũng qua cảm nhận của em thì em thấy mọi người thấy rất là vui vẻ và rất là thoải mái. Thì em hy vọng là mọi người sẽ cố gắng hết sức để đạt được cái ban nghiệp mà mình mong ước và hãy theo chỉ của trung tâm để cố gắng luyện tập hàng ngày, cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình. Và rồi em nghĩ là hard work pays off. Nếu mà mình cố gắng thì mọi chuyện sẽ thành công thôi, đã được thôi. Yeah. Với các bạn sẽ học IELTS thì em hy vọng là khi mà được đồng hành với trung tâm như là em thì các bạn cũng sẽ có những trải nghiệm như em và thành công cũng thành công trong cái mục tiêu của các bạn đề ra. Ok, vậy là em cũng chia sẻ, gọi là chia sẻ bí ẩn của mình cho các bạn đúng không? Bí ẩn 7 năm. Ok, rồi vậy thì đó sẽ là buổi của chúng ta ngày hôm nay. Rất cảm ơn Hải vì đã dành thời gian để tham gia vào buổi tám chuyện sau phim của chúng ta. Thank you.